Theo hãng tin Reuters, ngày 13 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết tuyển dụng thêm 10.000 nhân viên tuần tra biên giới nếu ông đắc cử Tổng thống. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đi vào những trạng cuối. Ứng viên Đảng Cộng Hòa tăng cường công kích đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump đã phát biểu cam kết này trong cuộc vận động tranh cử ở bang biên giới Arizona, một trong những bang chiến địa quan trọng của kỳ bầu cử lần này. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu trên bằng cách yêu cầu Quốc hội cấp ngân sách để tăng lương 10% cho nhân viên biên giới. Những ai ký mới hoặc là ký tiếp hợp đồng sẽ nhận thêm 10.000 đô la Mỹ tiền lót tay. Hiện toàn nước Mỹ có khoảng 20.000 nhân viên tuần tra biên giới. Nếu ông Trump hoàn thành lời hứa của mình, quy mô lực lượng này sẽ tăng lên gấp rưỡi bà harris ngay lập tức đáp trả bằng việc đã vạch ra kế hoạch nhằm sửa chữa hệ thống nhập cư đang bị phá vỡ trong khi cáo buộc ông trump thổi bùng ngọn lửa sợ hãi và chia rẽ về tác động của người nhập cư đối với đời sống người mỹ cả hai đều đang ở trong thế kẻ tám lạng người nửa cân và việc nhập cư kiểm soát biên giới đang là vấn đề hàng đầu mà cử tri quan tâm càng đến gần ngày bầu cử những diễn ngôn của ông trump liên quan đến người nhập cư càng trở nên cứng rắn Ông Trump không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm soát biên giới trong những tuần gần đây. Ông đã có những phát biểu chỉ trích về người nhập cư, từng gọi những người nhập cư bất hợp pháp là quái vật và động vật ghê gớm. Hơn nữa, hôm 11 tháng 10, ông còn kêu gọi án tử hình cho những người nhập cư gây hại cho công dân Mỹ. Theo Times of Israel, vừa qua, Iran cho biết nước này không đặt ra lăn danh đỏ trong việc tự vệ trước một cuộc tấn công tên lửa tiên tang từ Israel. Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ngoại trưởng arachi cũng gián tiếp đe dọa lực lượng mỹ có khả năng vận hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ở israel ngoại trưởng arachi viết mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí kỷ lục cho israel giờ đây họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm bằng cách triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của mỹ ở israel mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện trong khu vực nhưng tôi nêu rõ chúng tôi không có danh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình Hiện Bộ Ngoại giao Iran không đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát ngôn trên. Trước đó, vị quan chức hàng đầu Bộ Ngoại giao Iran này đã bác bỏ mọi khả năng cho rằng Tehran sẽ âm thầm hứng chịu đòn tấn công của Israel mà không có phản ứng nào khác so với hồi tháng 4. Vào thời điểm đó, Iran đã không phản ứng sau một cuộc tấn công trả đũa được cho là của Israel vài ngày sau khi Tehran triển khai cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel. Trong khi đó, truyền thông đưa tin Israel vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng để tìm ra phương án đáp trả Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng phản đối một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân hoặc ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Cả hai phương án đều được cho là Israel cân nhắc. Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc đáp trả, truyền thông Israel cho hay cuối tuần trước, Nhà Trắng cũng xem xét gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, thả át tới Israel. Tuy nhiên, để vận hành chúng thì binh sĩ Mỹ phải có mặt tại Israel để điều khiển. Cũng trong một bản tin của đài NBC ngày 12 tháng 10, các quan chức Mỹ tin rằng Israel đã thu hẹp mục tiêu trong cuộc trả đũa tiềm tàng của mình đối với Iran và sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nước này. Đài này cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở Iran. Dẫn lời các quan chức Mỹ, bản tin nói thêm Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm hành động. Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel vào ngày 1 tháng 10 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban gia tăng. Nhiều tên lửa đã bị chặn khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Các mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn đã gây thương vong. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cảnh báo Israel sẽ tấn công Iran theo cách mạnh mẽ, chính xác và gây bất ngờ. Thế giới vẫn đang nín thở chờ các động thái tiếp theo của cả hai bên, trước lo ngại về viễn cảnh một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran có thể bùng nổ. Mới đây, hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út đưa tin, các lực lượng hải quân và không quân của Hy Lạp, Ai Cập, Pháp, Cộng hòa Ship cùng với Ả Rập Xê Út đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Medusa 13 được tổ chức tại Hy Lạp. Theo chỉ huy hải quân Ả Rập Xê Út Đại tá Fat Al Humaydi Al Otaibi, cuộc tập trận này được thiết kế nhằm tăng cường hợp tác quân sự quốc tế và thúc đẩy hợp tác an ninh chung giữa các nước tham gia. Trọng tâm của cuộc tập trận Medusa 13 là thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chung, sử dụng vũ khí hiện đại, phối hợp giữa các đơn vị khác nhau để chống lại các mối đe dọa hàng hải phi truyền thống và trao đổi chuyên môn trong việc bảo vệ các khu vực hoạt động khỏi nhiều mối nguy hiểm khác nhau. Cuộc tập trận sẽ kéo dài vài ngày, diễn ra trên đảo Crete của Hy Lạp. Và tại các khu vực hoạt động quan trọng ở địa Trung Hải, Medusa 13 sẽ bao gồm các hoạt động quân sự, hoạt động thông tin, tấn công đổ bộ và kịch bản sơ tán dân thường, làm nổi bật tính toàn diện của hoạt động huấn luyện này. Cuộc tập trận chung dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực hải quân và không quân cho tất cả các quốc gia tham gia, đồng thời thúc đẩy an ninh khu vực. Theo ban tổ chức, các nước tham gia cuộc tập trận Medusa 13 đã cử các binh sĩ thuộc những đơn vị của lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến cùng nhiều máy bay và tàu chiến tham dự hoạt động huấn luyện chung này. Trước đó, cuộc tập trận Medusa Trail đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2012 với sự góp mặt của quân đội các nước bao gồm Hy Lạp, Cộng hòa Ship, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Mỹ. Trong khi đại diện của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE, Bahrain, Jordani Đức, Pháp, Romania, Congo và Maroc đóng vai trò quan sát viên. trong bối cảnh công nghệ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trên chiến trường các quân đội hiện đại đang chuyển sang sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo ai để giành lợi thế chiến thuật cuộc xung đột tại ukraine dù không phải là cuộc xung đột đầu tiên sử dụng máy bay không người lái drone đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi các thiết bị này được triển khai hàng loạt trên không trên đất liền và trên biển điều này đã thúc đẩy nga đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ robot quân sự một trong những lĩnh vực được coi là chiến lược trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quốc phòng đặc biệt khái niệm trí thông minh bầy đàn đã thu hút sự quan tâm lớn tại technopolis ra công nghệ này cho phép các drone hoạt động theo nhóm phối hợp mô phỏng hành vi tập thể trong tự nhiên với cách tiếp cận này mỗi drone có thể tương tác với các drone khác để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần sự giám sát trực tiếp từ con người điều này mang lại lợi thế chiến lược quan trọng khi cho phép các drone tự động thích ứng với thay đổi trên chiến trường đồng thời tăng cường khả năng tấn công tập thể vào các mục tiêu quan trọng Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024, Nga đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng máy bay không người lái Lancet với tầm hoạt động xa hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn. Bên cạnh những nỗ lực nhằm cải thiện năng lực hoạt động của máy bay không người lái cảm tử Lancet, các chuyên gia công nghệ Nga cũng đang nghiên cứu phát triển một dòng máy bay trinh sát không người lái mới. Theo hãng thông tấn Tass, các chuyên gia đặc biệt chú trọng đến việc nâng cấp hệ thống trinh sát tấn công của Lancet nhằm tăng thời gian hoạt động trên không và cải thiện kênh liên lạc. Họ cũng đang nghiên cứu một dòng máy bay không người lái trinh sát mới có tầm bay xa hơn các phiên bản hiện tại. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Nga đã triển khai nhiều drone mặt đất, trong đó nổi bật là UGV Uran-9, một robot chiến đấu trang bị vũ khí hạng nặng như súng phóng lựu tự động và tên lửa chống tăng. Những hệ thống này được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động quân sự tại các khu vực đô thị, nơi đòi hỏi tính chính xác và sự linh hoạt cao. Dù các nguyên mẫu robot quân sự đã cho thấy tiềm năng lớn, nhiều hệ thống vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và cần tinh chỉnh thêm trước khi được triển khai hàng loạt. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga tin rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã tạo ra một cơ hội quý giá để thử nghiệm các công nghệ mới trong điều kiện thực tế. Vào tháng 6 vừa qua, quân đội Nga đã thử nghiệm máy bay không người lái vận tải Perun có thể nâng một binh sĩ có vũ trang. Máy bay không người lái vận tải hạng nặng của Nga đang được quân đội thử nghiệm. Máy bay không người lái quadcopter lớn có thể nâng tải trọng lên tới 200 kg và được quảng cáo là giải pháp hậu cần ở tiền tuyến có giá cả phải chăng. Nga cũng đang phát triển các drone y tế như Scorpion được thiết kế để sơ tán thương vong và drone trinh sát Pitbull hỗ trợ trong các nhiệm vụ tình báo và quan sát. Những công nghệ này phản ánh phạm vi rộng lớn của các ứng dụng mà Nga kỳ vọng có thể tích hợp vào quân đội trong tương lai. Việc tích hợp các hệ thống robot quy mô lớn vào các hoạt động quân sự không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là yếu tố then chốt giúp Nga duy trì ưu thế chiến lược trong các cuộc xung đột tương lai. Với sự cam kết mạnh mẽ từ chính phủ, các nhà lãnh đạo quốc phòng Nga tin rằng robot tự trị sẽ là một phần không thể thiếu trong lực lượng quân đội của họ trong những năm tới. Hãng tin Sputnik dẫn lời đại diện cơ quan an ninh Nga cho biết quân đội Nga đã loại bỏ một nhóm trinh sát gồm 8 thành viên của quân đội Ukraine ở khu vực Kharkov. Trong đó có một binh sĩ mặc áo có gắn phù hiệu cờ Mỹ. Theo quan chức nói trên, lính trinh sát mặc áo có phù hiệu cờ Mỹ không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và đã thiệt mạng trong lúc giao tranh với các lực lượng Moscow ở Kharkov. Nhà chức trách Nga nhận định anh ta là cựu quân nhân đến từ Mỹ và đang là lính tư nhân chuyên nghiệp cho Kiev. Trước đó, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Botnikov cho hay số lượng thành viên của quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine do phương Tây thành lập đã lên tới 18.000 người từ hơn 85 quốc gia. Hầu hết họ đến từ Ba Lan, Pháp và Georgia. Bộ Quốc phòng Nga quả quyết đã loại bỏ vài nghìn lính quân sự tư nhân nước ngoài trong kế hoạch quân sự ở nước láng giềng. Cách đây ít hôm, trong thông báo trên Telegram, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov của Ukraine cho biết tình hình hoạt động theo hướng Kharkov không có nhiều thay đổi và vẫn rất khó khăn lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Nga. Theo tuyên bố khi đó của Ukraine, lực lượng Nga ở Vodansk và Hlyboke tại Kharkov đang bổ sung nhân sự và tăng cường các đơn vị ở những vị trí sung yếu. Đồng thời, Nga cũng tiến hành nhiều hoạt động kỹ thuật nhằm phá hủy các công sự của Ukraine. Ông Volodymyr Dektyarov, người phát ngôn của lữ đoàn Kharitia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết, binh sĩ Nga xung quanh Vodansk đang đào đường hầm và giải minh. Họ thường xuyên sử dụng chiến thuật này. Có lẽ chiến thuật đó phù hợp với các trận chiến ở thành thị và ngoại ô hơn là ở vùng rừng núi. Ông Dekhtyarov nói thêm, việc tấn công các vị trí của Nga bằng máy bay không người lái và pháo binh không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong đợi. Ông nói thêm, chúng tôi vẫn cần sử dụng nhân sự, bộ binh để đánh bật Nga ra khỏi các khu vực đó. Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các dữ liệu do phía Ukraine công bố.